Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân trẻ ra 10 tuổi sau khi giảm 14 cân. U60 đang ảnh quyến rũ khiến mạng xã hội dậy sóng. Tần sở hữu thân hình có phát phần tướng, đại đà với số cân nặng 86 kg. Đã nhiều năm nay, nữ nghệ sĩ Hồng Vân còn được mệnh danh là nữ hoàng tinh bột, công chúa tinh bột. Bởi những biệt danh này nhiều lần được mang lên sóng truyền hình. Thế nhưng ở hiện tại, nữ ca sĩ đình đám vừa có màn lột xác ở tuổi 57, khiến công chúng ngỡ ngàng và dành nhiều lời khen khi đã được giảm số cân nặng chấn động. Mỗi lần xuất hiện trên báo chí hay truyền hình, những người nổi tiếng giống như đến từ xứ sở khác bởi họ có nét đẹp hoàn hảo từ làn da, mái tóc cho đến thân hình. Để được vẻ đẹp hoàn hảo như vậy, người nổi tiếng đã phải thực hiện chế độ ăn rất nghiêm ngặt, tập luyện với cường độ cao. Tuy nhiên có không ít nam thần, mỹ nhân của showbiz cũng bị dính lời nguyền tân cân, khiến cho họ trở nên lão hóa hoặc thiếu tự tin khi xuất hiện trước công chúng. Đặc biệt với những nữ nghệ sĩ ở độ tuổi trung niên thì việc giảm cân giữ dáng lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng hành trình lấy lại vóc dáng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân ở tuổi U60 đang khiến công chúng rần rần. Những ngày qua lại là minh chứng sống cho lợi ích của việc giảm mở thừa, đem tới những thay đổi vô cùng tích cực về ngoại hình, giúp con người tự tin trong cuộc sống. Theo đó, trong dịp sinh nhật tuổi năm bảy của mình mới đây, nghệ sĩ Hồng Vân đã khoe bộ ảnh mới trên trang cá nhân trong ảnh cô khiến công chúng không khỏi bất ngờ với diện mạo mới tràn đầy năng lượng cùng phong cách trẻ trung rạng rỡ cùng với đó là vóc dáng thon gọn hơn giúp nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân có thể thêm tự tin khi diện đồ bó sát nhận về cơn mưa lời khen từ công chúng được biết cô đã giảm thành công 14 kg nhờ thế mà tự tin hơn khi diện những trang phục hồi còn 86 kg không mặc vừa nếu quá khứ chỉ biết giấu mình trong những chiếc đầm suông rộng rinh thì nay nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân có thể tự tin khoác lên mình rất nhiều các ốc phâu màu sắc trẻ trung, tôn vóc dáng thon gọn. Với tạo hình mang đậm phong cách thời trang thập niên 1980-1990, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân còn được nhiều khán giả khen như trẻ ra 10 tuổi, thần sắc thanh thoát và nhẹ nhàng hơn. Cô cũng biết trên trang cá nhân của mình rằng, từ ngày giảm được số cân đúng đáng kể thì thôi rồi nhiều sự kiện gửi thư mời. Bây giờ là đi hết nha, chẳng bù lúc trước trốn chui trốn nhủi, ai cũng nghĩ mình khó khăn nhưng thật sự là không biết mặc đồ gì để đi dự sự kiện. Nhưng bây giờ thì mình có thể tự tin rồi nha mọi người. Có thể thấy, do nâng cấp diện mạo, Hồng Vân không chỉ tự tin hơn mà còn đắt show đi dự sự kiện. Đây là nghệ sĩ Hồng Vân trước khi giảm cân. Nếu trước kia bà Mai của gạo nếp gạo tẻ, luôn không dám diện các bộ đồ ôm sát vì tự ti, thường xuất hiện trong những bộ váy đầm rộng thông thinh, thậm chí hạn chế đi dự sự kiện, thì nay cô thoải mái xuất hiện với diện mạo mới. Nhìn lại những hình ảnh ngày xưa ấy, mới thấy được sự cố gắng và hành trình thăng hạng nhan sắc của nữ nghệ sĩ thật không hề nhỏ chút nào. Được biết trong quá trình giảm cân, cô được gia đình bạn bè động viên và hỗ trợ rất nhiều. Những người xung quanh không tiếc lời khen khi cô đạt kết quả, chính vì thế mà nữ nghệ sĩ càng phấn chấn và nỗ lực hơn. Ngắm nhìn lọt ảnh lột xác đài ngọn mục của nghệ sĩ Hồng Vân, hẳn rất nhiều chị em tò mò về bí quyết làm nên kỳ tích sắc vóc ở tuổi năm bảy của cô. Giống như nhiều trường hợp bất ngờ giảm cân thành công sau nhiều năm khác của showbiz Việt. Không ít cư dân mạng đồn đoán rằng nghệ sĩ Hồng Vân có thể đã nhờ gieo kéo. Tuy nhiên, chính chủ cho biết mình đã phải giảm cân theo lộ trình khoa học. Có sự hướng dẫn từ chuyên gia, không chỉ kiên trì mà còn phải vượt qua rất nhiều áp lực về tâm lý. Hồng Vân cho biết cô giảm cân nhưng vẫn đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ chất, không thiếu hụt dinh dưỡng. Bên cạnh đó là lộ trình tập luyện đều đặn, để triệt tiêu những dạng mỡ thừa tích tụ trong cơ thể lâu năm. Cô còn tích cực hạn chế dung nạp thực phẩm gây tăng cân nhưng không cắt hoàn toàn. Cụ thể như giảm tinh bột, tăng cường rau xanh, củ quả để tuy mỡ mà vẫn khỏe mạnh. Chưa kể nỗ lực thay đổi vóc dáng của nữ nghệ sĩ, còn không khiến người ta nhớ về hình ảnh thanh xuân của cô. Một hồng vân tuổi đôi mươi, từng là một trong những mỹ nhân có nhan sắc không phải dạng vừa của Vebis. Dù chưa có sự trợ giúp từ công nghệ chỉnh ảnh, nhưng nhan sắc bà Mai của gạo nếp gạo tẻ thời còn trẻ lại vô cùng nổi bật với nét mộc mạc và tự nhiên. Có thể nói vi su của nữ diễn viên cũng sánh ngang với các số mỹ nhân đương thời. Việc giảm cân nhanh chóng ở độ tuổi U60, nhân Hồng Vân là điều không hề dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ. Bởi trước công chúng, ngoại hình là một những yếu tố đặc biệt quan trọng. Đó có lẽ là lý do mà cô luôn nỗ lực giảm cân để làm đẹp trước khán giả là thế.